Quý vị các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện Long Điền đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một nhóm người dùng súng để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn xã An Hải, huyện Long Điền vào chiều ngày 4 tháng 5 năm 2023. Trong đó một đối tượng trong nhóm là Dương Đình Trọng trú tại thành phố Vũng Tàu, ngang nhiên livestream trên mạng xã hội về hành vi của nhóm mình trước khi hỗn chiến. Theo thông tin ban đầu của công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm đối tượng do Nguyễn Đình Trọng trú tại thành phố Vũng Tàu cầm đầu đi trên hai xe ô tô đã dùng súng giải quyết mâu thuẫn với một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch tại khu vực trước trung tâm y tế Quỳ Long Điền vào chiều tối 4 tháng 5. Hậu quả bốn người bị thương sau vụ hỗn chiến. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang thụ lý xác minh làm rõ vụ việc.